cách đây 6 năm. Mỗi khoảng thời gian thì từ khi làm survey tôi cảm thấy là thời gian trôi quá nhanh. Mới đó thôi đã là 6 năm, hơn 6 năm rồi. Được chưa? Mới đó đã hơn 6 năm vừa qua rồi. Thì nó giống như là cái việc mà mới có 1-2 năm rồi. Đấy. Thì trong anh lấy cái đề xin lỗi quý vị một chút để tôi quý vị nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Nghe rõ chưa? Anh Hùng. Rõ rồi. À, nghe rõ rồi. Tôi biết từ tâm. Thì cách đây hơn 6 năm thôi. Ngày đầu tiên tôi đến với công nghệ Segway thì trong đầu tôi nó có cảm giác là đây rất là thân thuộc, rất là thân thiện. Và đây chính là cái cơ hội mà thay đổi cuộc đời tôi và thay đổi rất nhiều người Việt Nam. Khi mà tôi nhìn nhận nó giống như một cái duyên vậy. Tôi nhìn là tôi yêu ngay, giống như một số người ta nhìn một cô gái, người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Đấy. Thì tôi nhìn cái công nghệ này tôi yêu ngay và tôi bắt tay vào nghiên cứu từ cuối năm 2016. Và thậm chí là đến Tết, cũng gần giáp Tết như thế này, tôi vẫn tập trung tôi nghiên cứu về công nghệ Segway. Và đến 30 Tết, mùng 1 Tết, tôi cũng tập trung nghiên cứu làm thế nào để tài trợ chính gốc vào công nghệ Segway. Và làm thế nào để biết được cái công nghệ này là một cái công nghệ thật, được tài trợ thật và tiềm năng của nó như nào. Và tôi dành cấp tốc thời gian để nghiên cứu. Và gần như là cái thời gian đấy không có cơ hội để ăn Tết. Gần như là cái Tết niềm vui của tôi trong năm đó là năm 2016. Thì gần như là tôi dành toàn bộ cho cái công việc nghiên cứu Segway. Ngay lúc đầu thì cái công việc của tôi khi mà đưa cái ý tưởng Segway đến tất cả bà con ở Việt Nam thì nó là khó khăn, bởi vì là không phải ai cũng đón nhận. Quý vị đã thấy rồi đấy. Khi mà đưa ra cái dự án kế hoạch khoảng 2 năm, 5 năm sau họ mới bắt đầu là nhận được cái thành quả của họ, thì đại đa số người Việt Nam là người ta lắc đầu đấy. Và tại thời điểm đó gần như là cái công nghệ của chúng ta chưa chứng minh được gì, đang trên lý thuyết, tất cả đang trên lý thuyết. Nó có hàng nghìn cái cần phải chứng nhận, cần phải đạt tiêu chuẩn thì mới tạo được lòng tin cho nhiều người khác. Những giới chuyên môn cũng thế. Tại sao mà giới chuyên môn người ta cần Segway phải hoạt động, phải có chứng nhận thì người ta mới tin và người ta mới tài trợ được. Đấy. Bởi vì là đối với các công nghệ đổi mới hiện tại bây giờ thì nó có hàng ti tỷ cái điều cần phải chứng nhận. Nào là khí động học, nào là tiêu chuẩn của bánh xe, đường ray, rất là nhiều thứ cần phải chứng nhận. Những cái công nghệ của chúng ta mới hoàn toàn không thể áp dụng là cái công nghệ cũ như là công nghệ đường sắt đã cách đây khoảng 60 năm, 70 năm đem ra cái tiêu chuẩn đó để chứng nhận công nghệ của chúng ta vẫn được. Thì nếu mà chúng ta không chứng nhận được hiện tại, không có đủ tiêu chuẩn nào đó hiện tại, thì cái việc tài trợ cho dự án nó sẽ gần như là ít người để tài trợ. Thì rất may mắn là chúng ta lại là một trong những nhà đầu tư mạo vừa mạo hiểm. Quý vị sẽ thấy là gì ạ? Đầu tư trong quá trình khởi nghiệp, một doanh nghiệp khởi nghiệp này nó khác hoàn toàn với một doanh nghiệp đã thành công, đã lên sàn chứng khoán rồi. Cho nên cái tiêu chuẩn của nó khác nhau. Ngay từ đầu tiên tôi cũng chia sẻ thì rất là nhiều anh chị cũng nói là công ty này doanh thu thế nào, lợi nhuận ra sao, tại sao nó lại lỗ. Đấy, chưa có đơn vị bảo lãnh hay sao, mọi thứ. Thì tất cả những cái thủ tục đó là đến giai đoạn tiếp theo công ty của chúng ta sẽ có. Ví dụ trong giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị làm thủ tục IPO, chắc chắn sẽ có những ngân hàng bảo lãnh, những đơn vị bảo lãnh, những quỹ đầu tư. Rồi chúng ta kiểm toán hàng năm, và hiện tại bây giờ cũng cho thấy là cái dự án của chúng ta trong 6 năm qua thì tôi thấy là tôi đã chứng kiến từ lúc khó khăn nhất của dự án cho đến dự án thành công như bây giờ. Tôi phải nói là đây là một cái sự thành công và một hướng đi rất là đúng đắn của chính ngài Zolinski. Tôi cũng còn nhớ là năm 2018 khi mà có một yêu cầu là cần phải chứng nhận
bên Ả Rập. Sau đó người ta sẽ đặt hàng. Thì lúc đó thì gần như một số cái đối tác và nhà đầu tư người ta nghĩ rằng là à, đã mất rất nhiều tiền để mà chứng nhận ở Belarus rồi, tại sao lại phải đi tiếp tục dành với vốn đó, lại tiếp tục lại chứng nhận tiếp ở bên Ả Rập. Và số một số người không tin, người ta cho rằng là à, thế ông phải cầm tiền như vậy là ông chứng nhận hết nước nọ nước kia sao? Nhưng chúng ta không chứng nhận được những cái nước lạnh, nước nóng thì chúng ta cũng không thể bán được hàng. Và một hướng đi rất là táo bạo của Thủ tướng Kim đó là từ năm 2018 cũng lên kế hoạch và phát triển tại thị trường Ả Rập. Tôi thấy đây, tôi nói đây là một hướng đi rất là táo bạo và một hướng đi đúng, hiện tại bây giờ là đúng. Bởi vì là đối với Belarus, thậm chí cả đối với Việt Nam thì hỏi nhiều người, người ta cũng không biết được quốc gia nằm ở đâu như thế nào. Nhưng đối với cả Ả Rập, nhất là Dubai, nơi mà tập trung các nhà kinh tế chính trị người ta đến, và những nhà hoạch định, thậm chí hoạch định kinh tế, hoạch định về con đường, hoạch định về tầm nhìn quốc gia, người ta cũng học hỏi những cái nước Ả Rập như vậy. Thì đây là một trong những cái nước mà chấp nhận đổi mới. Và cái công nghệ chúng ta sang đấy là một công ty đúng, người ta chấp nhận, người ta hỗ trợ về mặt tư tưởng và hỗ trợ, có thể hỗ trợ về mặt vật chất. Sau khi mà chúng ta hoàn thành chứng nhận ở phía Ả Rập khí hậu nóng thì chắc chắn rằng là cái công nghệ của chúng ta rất là được sáng giá, được đánh bóng, được tên tuổi và nhiều người bước đến. Đấy. À, tôi thấy đây là một hướng đi rất đúng. Và ngày hôm nay thì chúng ta là một cái công ty, tuy gọi là một cái công ty khởi nghiệp, nhưng cái danh tiếng của chúng ta và cái quy mô của chúng ta hiện tại bây giờ đã không thua kém gì những công ty đã thành danh rồi. Đấy. Và cái thành quả mà chúng ta đang trước đây đặt niềm tin, trao niềm tin vào một cái công nghệ mà nhiều người cho rằng là đấy chỉ là cái bánh vẽ, đấy chỉ là trên giấy, thì thời gian đây thôi, sắp tới đây thôi, tất cả mọi người, người ta phải trầm trồ, người ta khen ngợi chúng ta rằng chúng ta có tầm nhìn, mà tôi dám cá như vậy. Đấy. Thì trong năm 2021 của chúng ta thì có rất nhiều cái công ty, có nhiều cái kế hoạch đã làm được, và có những cái mà nó khó khăn, và chúng ta cũng cần là phải xem là khó khăn của công ty là gì để mà chúng ta biết được. Đó là khó khăn năm 2021. Thì quý vị đã thấy là những khó khăn là nó bắt đầu từ năm 2020 là đại dịch Covid rồi. Đấy. Và khi năm 2020 thì nhiều doanh nghiệp không đối phó được, thì nhiều doanh nghiệp gây ra vấn đề là phá sản, và nó kéo dài đến năm 2021, và chúng ta cũng không nằm trong ngoại lệ ảnh hưởng bởi vì cái tình trạng dịch Covid như vậy. Ví dụ như chúng ta đã ký hợp đồng với rất nhiều cái đối tác về vật tư vật liệu rồi, nhưng bởi vì là dịch Covid thì đóng băng biên giới giữa các quốc gia với nhau, và kể cả chúng ta muốn đi xây dựng một cái dự án thương mại nào đó, chúng ta cần cái vật tư, nhưng cái đối tác của chúng ta bị ngăn cản bởi dịch Covid, bị đóng cửa như vậy, thì người ta không cung cấp kịp thời được cái nguồn nguyên liệu cho chúng ta, mà thậm chí chờ, ông Du Đức Kim nói là thậm chí nửa năm rồi mà những nhà cung cấp vật liệu người ta cũng không thể cung cấp được, và chính công ty cũng không thể chờ được là recording in progress, đúng không? Các nhà đầu tư rất là háo hức mong muốn là công ty ra thị trường. Người ta, các nhà đầu tư thường ấy là chỉ nghĩ đến cái kết quả thôi, và rất hiếm người đặt cái tâm lý của mình vào một cái nhà lãnh đạo, đặt tâm lý của mình vào doanh nghiệp. Thì trong năm 2020 chúng ta có về vấn đề là về kinh tế toàn cầu nó cũng khó khăn, về vấn đề tài trợ của nhà đầu tư cũng là nó hạn chế. Thì chính vậy kế hoạch năm 2021 ấy, tại sao chúng ta lại có cái chiết khấu mà nó tối ưu, nó thậm chí bằng những nhà đầu tư từ 2018. Bởi vì quý vị cũng phải thông cảm là năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn, thế chính nhà đầu tư cũng khó khăn, và chính vậy là người ta dành một chút vốn của họ để tài trợ cho dự án, thì không khác gì những người có công từ 2017-18.
À, quý vị cũng đừng có thắc mắc rằng tại sao tôi mua 2018 mà lại bây giờ lại bằng giá của chúng tôi. Bởi vì là năm 2020-2021 là những năm cực kỳ khó khăn. Đấy, người ta tiết kiệm được một chút tài chính thì nó cũng bằng những cái người mà ngày xưa người ta tài trợ cho dự án vậy. Và đối với tôi ấy, thì đấy là cái chuyện bình thường. À, tại người ta cũng không thể biết rằng là tại sao mà vé máy bay có thể là lúc thì 3 triệu và bây giờ lại giảm xuống là 500.000, người ta cũng không thể biết được. Đấy, nó bởi vì là có những cái đại dịch khủng hoảng như vậy. Nhưng may quá là bởi vì có những cái đó, nó là nhân tố giúp một số nhà đầu tư đã sở hữu khối lượng cổ phần thấp ít có cơ hội được gia tăng. Đấy, và đối với những nhà tài phiệt, đối với những người ta cần, người ta đầu tư thì người ta rất thích khi mà thị trường đao xuống, khi thị trường giá thấp nhất, khi mà tâm lý lo lắng nhất là lúc mà người ta cổ phần, kể cả bất kỳ, kể cả thị trường chứng khoán hay thị trường crypto cũng thế. Đấy, đấy là cơ hội cho cá mập, kể cả khủng hoảng thế là cơ hội cho cá mập. Đấy, thì chính vì vậy là chúng ta là cái tầm nhìn của chúng ta là cần phải nhìn rằng là tương lai tiềm năng của cái sản phẩm Segway là như thế nào. Nếu cái sản phẩm Segway mà trên thị trường không có, mỗi công ty này làm được, nhu cầu thị trường dùng dài dài, về lâu về dài, nhu cầu tất yếu của người ta là dùng nhiều. Đấy, thì quý vị hãy để ý vào cái tiềm năng của nó, chứ không để ý hiện tại, à tại sao tôi lại mua đắt thôi lúc bây giờ. Đừng có nghĩ như thế. Giai đoạn này đối với tôi và một số anh em cũ là giai đoạn mà cần phải gom. Đấy quý vị ạ. Đấy là những cái khó khăn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua những cái một phần, chúng ta đã vượt qua rất là tốt đẹp thì những cái khó khăn đó. Những cái khó khăn như vậy hiện tại nó không làm cho chúng ta bị gục ngã, mà làm cho chúng ta càng mạnh, càng ngày càng mạnh lên. Và mỗi lần nói về Segway, tôi cũng rất tự hào, rất tự tin rằng là may quá mình đã sở hữu một lượng cổ phần của công nghệ này. Kể cả sau này mình có làm ăn thất bát, mình khó khăn nữa, mình cũng rất, đây là cái mà chúng giúp mình. Mình rất tự tin. Đấy, chính vì vậy là giai đoạn này là giai đoạn mà tôi cũng nhắc khéo tất cả các anh chị là giai đoạn cần phải gom. Để có giai đoạn cần gom và có giai đoạn là mình cần bán và cần sản. Đấy, đấy là khó khăn trong những năm vừa qua như vậy. Nhưng mà chúng ta vượt qua một cách oanh liệt. Lúc khó khăn nhất không giết được chúng ta thì bây giờ là nó lại tạo động lực cho chúng ta là càng mạnh, ngày càng mạnh lên được thôi. Và đặc biệt là quý vị sẽ thấy tiếp theo, những cái năm tiếp theo của chúng ta như thế nào. Và tôi cũng nói với quý vị rằng là trước khi vào tình kế hoạch ở những gì đạt được năm 2021 thì tôi cũng nói sơ qua cho quý vị một bản kế hoạch kinh doanh đã được ông ngài Unicky lên kế hoạch từ năm 2014. Ông là một kỹ sư chứ không phải là một nhà hoạch định kinh tế, nhưng một kỹ sư mà hoạch định tương đối chính xác như thế, tôi đánh giá rất là bài bản tỉ mỉ mọi thứ. Quý vị hãy xem lại bản kế hoạch kinh doanh. Và bản kế hoạch kinh doanh của công ty từ năm 2014 đã đưa ra hai phương án. Trong trường hợp là bi quan nhất và một trường hợp là lạc quan nhất. Và lấy thông số của lạc quan làm kế hoạch của 15 giai đoạn. Giai đoạn 1 cần bao nhiêu tiền? Dùng tiền vào việc gì? Giá cổ phần là bao nhiêu? Giai đoạn 2, giai đoạn 15 dùng vào việc gì, giá cổ phần là bao nhiêu và cần bao nhiêu vốn, và kết thúc năm bao nhiêu để kết thúc 15 giai đoạn. Đấy là phương án của lạc quan. Thì tất nhiên trong cuộc sống không thể nói trước được, sẽ có những phương án bi quan. Ví dụ không ai có thể biết được là dịch Covid xảy ra, đúng không nào? Và cũng chúng ta cũng không thể nào biết được là chúng ta đã từng bị lịch va, từng bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, làm chậm quá trình của chúng ta mất 2-3 năm.
và làm giảm cái lòng tin của nhiều nhà tài trợ trên toàn thế giới. Nhưng cho dù lạc quan hay bi quan, chúng ta cũng lên kế hoạch là chỉ được cho phép trong 10 năm. Và đây là bản kế hoạch của công ty. Cho phép 10 năm thì hiện tại bây giờ chúng ta là mới có 8-9 năm thôi. Năm 2022 là 9 năm thôi quý vị ạ. Vẫn đang nằm trong kế hoạch của chính công ty. Đấy. Nhưng cho dù lạc quan hay bi quan thì cái tiềm năng của dự án của chúng ta là tương đối tốt. Về sức hấp dẫn về mặt tài chính của nó rất là tốt. Nó chỉ cần ra thị trường xuất một đơn, hai đơn hàng thôi là số vốn của chúng ta thu hồi ngay lập tức. Đấy, chúng ta không phải mất nhiều thời gian nữa, mà chỉ cần xuất một hợp đồng, hai hợp đồng thôi là tất cả cái số tiền chúng ta tài trợ từ trước ngay, chúng ta đã lấy khoảng vốn rất nhanh rồi. Đấy. Và còn rất nhiều tỷ phú, rất nhiều nhà đầu tư lớn, người ta còn đầu tư 10 năm, 20 năm là gì đâu. Đúng không ạ? Mà chúng ta mới có mấy năm. Nhưng chúng tôi bật mí quý vị là mới có mấy năm thôi, nhưng mà chúng ta gặt hái cái quả mà tôi hay nói là quả kim cương, chứ không phải quả đồng, quả vàng gì cả. Nó là quả kim cương quý vị ạ. Đấy. Để chính vì là nó vẫn đang, tất cả đang nằm trong kế hoạch của công ty. Thì trong năm 2021 này công ty đã làm được những vấn đề gì? Để tôi với quý vị cùng xem những thành tựu 2021. Và trong năm 2021 thì công nghệ Unikai của chúng ta có rất nhiều phái đoàn chính phủ các nước và cán bộ cấp cao của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đến tham quan, đến đi thử, chiêm ngưỡng công nghệ và khen ngợi công nghệ. Và tôi nói với quý vị là rất hiếm những doanh nghiệp khởi nghiệp, thậm chí là những doanh nghiệp đã lên thị trường này rồi mà được đón tiếp, mà được có rất nhiều phái đoàn cấp chính phủ, cấp doanh nghiệp lớn đã đến thăm dự án. Đấy, họ đánh giá này vào sổ lưu ký của công ty là họ đều có những bài phát biểu nhập ký. Thực sự là một cái nhà kinh tế này tôi cũng đã biết ông này từ năm 2016. Ông này cũng có một cái bài phát biểu về công ty trong cái giai đoạn khởi nghiệp, đánh giá rất cao về cái công nghệ của chúng ta. Và năm 2021 này, ông này ông ấy cũng đến và tham quan đi thử công nghệ của chúng ta. Đấy, đã có hai lần như vậy. Rất là nhiều phái đoàn chính phủ, ví dụ như Bộ Giao thông Vận tải Colombia. Đấy, rất nhiều phái đoàn chính phủ vào gần đây. Đấy quý vị thấy ạ. Và đặc biệt là thời gian vừa rồi, hôm qua công ty có vừa đưa là phái đoàn thương mại Ả Rập và kết hợp với Brazil do Liên đoàn Giao thông Vận tải Quốc gia và đại diện là các công ty của Brazil, người ta thiết lập, người ta đến, người ta xem và người ta bày tỏ luôn cái quan điểm là muốn hợp tác kinh doanh với chúng ta. Đấy, thì trong năm 2021 là chúng ta có rất nhiều phái đoàn đến. Nếu giả sử như đặt trường hợp mà chúng công nghệ của chúng ta chỉ phát triển ở bên châu Âu thôi, bên Belarus thôi, thì chưa chắc đã có nhiều cái phái đoàn như này. Bởi vì ở bên Ả Rập, bên Dubai, Sa Ra thì đấy là những cái nơi mà các chính khách, các thủ tướng, các nguyên thủ hay đặt thần đến để tham khảo, để tìm hiểu. Và nơi đây là người ta đánh bóng rất là tốt. Và đặc thù của chúng ta rất là hay, nó là gì ạ? Chúng ta cái phần chứng nhận của chúng ta lại nằm trong gần cái tòa nhà của cái trung tâm STIC. Đấy, thì cái bộ mặt của trung tâm công nghệ đổi mới của Sanya ở đấy. Và khi các phái đoàn đến vào làm việc, uống nước, tham khảo thì lại ngay lập tức là họ lại được mời ra bên phía để xác minh, để tham quan, để khảo sát
cùng với cái công nghệ của chúng ta. Như vậy tôi nói là đây là một cái hướng đi rất đúng, không mất nhiều tiền nhưng được đánh bóng rất là tốt, rất là nhiều. Đấy, đôi lúc là nhiều tiền cũng chưa chắc được đánh bóng như vậy. Phải chăng là đã thiên vị, đã ưu tiên cho chúng ta, đúng không ạ? Công nghệ đã hay rồi, đã tốt rồi, không ai có rồi. Và tôi nói với quý vị là chưa có một cái sản phẩm nào hiện tại bên trên thế giới nó như sở quỷ, nó như sở quỷ để chúng ta bắt trước. Sản phẩm của chúng ta là độc đáo, duy nhất và đang tới hạn về mặt công năng, và thậm chí có khả năng tới hạn về cả giá nữa. Chính vậy là gần như không có đối thủ cạnh tranh trong những ngành như vậy. Và khi mà chúng ta về công nghệ chúng ta không có đối thủ cạnh tranh rồi, chúng ta lại được cái sự đánh bóng, lại được cái sự giúp đỡ với phía Ả Rập, một trong những cái nơi rất là nổi tiếng như vậy nữa, thì tôi nói với quý vị là lo gì cái cổ phần chúng ta không có giá trị, đúng không ạ? Chúng ta biết được cái tương lai nó sẽ đi như thế nào rồi. Và tại sao những giai đoạn mà cổ phần nó đang được ưu ái như vậy, chúng ta không tích nhặt góp liên tục vào. Đấy, thì 1-2 năm tới nó ra thương mại thì quý vị biết là giá trị của nó như nào. Công ty này nó còn có nhiều thứ nữa. Tôi nó muốn nói quý vị như vậy, thì rất là hiếm một cái công ty mà lại có rất nhiều với chính phủ quan tâm như vậy. Và trong năm vừa qua tôi phải nói là 2021 thôi, cũng chưa nói về nhiều năm khác, là chúng ta có trên 80 hãng truyền thông, thậm chí nếu mà đếm sơ sơ những cái hãng mà thậm chí nói gần ấy nữa, thì chúng ta có trên gần 100 hãng truyền thông năm 2021. Đấy, nói về cái công nghệ của chúng ta, ca ngợi về công nghệ của chúng ta. Và đặc biệt là ông trùm CNN cũng nói về chúng ta. Đấy, ca ngợi về chúng ta. Và đặc biệt là những tờ báo ở Việt Nam cũng nói về chúng ta. Đấy, quý vị thấy chưa? Một năm thôi, trong một năm thôi mà gần 100 hãng truyền thông lớn nhỏ khắp thế giới đưa tin về cái công nghệ này. Không là tiềm năng hay là gì ạ? Chỉ có một cái blog người ta nói tiêu cực thôi mà quý vị còn sợ. Ở đây hàng trăm tờ báo truyền thông lớn nhỏ khắp thế giới người ta đưa toàn tích cực hết, lại không tin, không vỗ tay, không chúc mừng nhau là rằng chúc mừng mày đã tài trợ vào sở quầy, chúc mừng tao đã nắm giữ số lượng cổ phần. Mới có vài cái blog trẻ con thôi. Đấy, mấy cái ông là nói hơi tí thôi. Tôi nghĩ là sở quầy sẽ không lên sàn được, mà nói không có căn cứ. Nếu lên sàn thì sao? Đúng không? Thì chính vì tôi nói với quý vị là nhiều hãng truyền thông đây, tôi nói trên màn hình tôi đang chụp đều là những năm 2021, chứ không tôi không phải là lấy những cái thông điệp hay là những cái tờ báo từ những cái năm xa xưa rồi. Rất nhiều tờ báo chính thống lớn trái chê cái công nghệ sở quầy cả. Chẳng qua là một số cái blog, một số cái tờ báo người ta không thích cái phần gọi là đối chương trình đối tác của mình thôi. Người ta nói là chương trình đối tác này nó giống với nọ, giống với kia thôi. Chẳng ai nói là sở quầy nọ cả, kia cả, không tiềm năng, không tốt cả. Thế nên quý vị phải xem là người ta nói như thế nào, nói gì. Nếu người ta không thích chương trình đối tác thì người ta không cần phải làm đối tác. Công nghệ nó tuyệt vời, nó hay như thế, tiềm năng như thế, có 1-2 trên thế giới. Giai đoạn này là giai đoạn mà ông có cơ hội nhân nhiều tài sản nhất, thì ông ít tiền ấy, giai đoạn này mới là chuẩn này, giai đoạn này ôm mới là chuẩn. Nói quý vị như vậy, rất nhiều hãng truyền thông đấy quý vị, trên màn hình tôi nói, tôi bật lại quý vị luôn, gần 100 hãng truyền thông lớn nhỏ khác nhau trong năm 2021, tôi còn chưa lấy thêm nhé. Quý vị không không
thấy nó tiềm năng. Riêng cái blog và một vài cái blog nói là quý vị là về dụng tìm rồi. Hỏi quý vị là đi kinh doanh kiểu gì? Mình đây là mình là nhà tài trợ, mình hiểu về nó nhất, mình hiểu về công nghệ nhất. Mình theo dõi nó nhiều nhất. Có rất nhiều cơ sở, rất nhiều căn cứ để cho thấy rằng nó tiềm năng. Tại sao mình không về gỗ vạo nói với thằng hàng xóm, nói với những cái ông nói tiêu cực rằng là dạng, hãy nghe mình nói như này, xem những cái dẫn chứng này này. Tại sao mà mình phải mất cái thế trước những người này? Và tôi nói với quý vị là sau một vài năm nữa thôi thì họ mới biết mình là ai. Họ đang cười mình giống như cười những nhà đầu tư, những nhà tài trợ năm 2016-2015 vậy. Những nhà tài trợ từ năm 2015-2016 là người ta cười rất nhiều. Nhưng rồi hiện tại bây giờ là công nghệ của chúng ta đã được chứng nhận mọi thứ, thì người ta bước cười hơn. Đấy, thậm chí là người ta còn đi được xin tài trợ. Thì tôi muốn nói quý vị là hãy tự tin lên. Tự tin về cái công nghệ Unikai này. Tôi quá tự tin rồi. Và bây giờ tôi đã truyền rất nhiều cái tự tin đó cho chính đồng đội của tôi. Và những người mà theo dõi thông tin thường xuyên với cái công nghệ này, tôi nói quý vị là không bao tiêu cực. Chỉ có những nhà tài trợ ít theo dõi thông tin, hoặc là những người ngoài, thì người ta mới không theo dõi thường xuyên, người ta mới không thể đánh giá được cái tiềm năng. Mà đã tìm hiểu nó rồi cũng mê say mới là lạ. Tôi nói quý vị như vậy, mê say luôn. Có những cô thậm chí thức cả đêm, có những chị cũng thế. Bởi vì là gì? Thấy rõ được cái tiềm năng của nó rồi mà không vượt qua được một vài cái nhỏ, thì tôi nói với quý vị là hơi khó đấy. Thì cuộc sống này thế thôi, tất cả là phép thử cả. Thử cái gan của chúng ta, thử cái chịu đựng của chúng ta, thử kiên trì của chúng ta. Chúng ta như thế nào thì chúng ta xứng đáng như thế, giàu như. Kiên trì chúng ta thấp, gan chúng ta thấp, khả năng phán đoán, tầm nhìn chúng ta hạn hẹp, thì chúng ta sẽ kiếm được kinh tế nó sẽ ít đi so với những người mà người ta nhiều hơn. Đấy, tôi nói cũng về như vậy. Truyền thông thì đếm mãi không hết. Tôi đố quý vị mà tìm được những cái blog tiêu cực nhiều hơn là những hãng truyền thông nói tốt về cái công nghệ công nghệ cài này. Tôi cá với quý vị luôn. Kể cả blog một người lập ra 500-600 web, tôi đến thời điểm bây giờ trên mạng xã hội không bao giờ nhiều bằng những cái thông tin tích cực cả. Nhưng chẳng qua là quý vị là ngàn cái tốt không bằng một cái người ta nói xấu. Quý vị chưa kiểm chứng cái đấy, quý vị đã cảm thấy là bất an rồi. Tôi nghĩ là chưa ăn thua lắm. Đấy. Và trong năm 2021 thì chúng ta đã được đưa vào sổ đăng ký của Bonafide, là do Phòng Thương mại và Công nghệ của Beirut đưa vào. Thì tôi còn nhớ là cách đây năm 2017-18 thì chúng ta cũng là đại diện cho Phòng Thương mại Beirut, là có một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho Beirut nằm trong cái chương trình hợp tác giữa Ấn Độ và Beirut. Và trong một cái tờ báo đó người ta cũng nói luôn về Sideway. Đấy, vận tải dây của chúng tôi. Đấy, người ta nói là vận tải dây của chúng tôi. Đấy, cái tờ báo của Beirut người ta nói như thế. Vận tải dây của chúng tôi đã được trình bày tại Ấn Độ. Sideway đã được trình bày tại diễn đàn và chuẩn bị thay biên bản ghi nhớ. Đấy, tức là năm 2017 chúng ta cũng đã đại diện cho Phòng Thương mại của Beirut, cũng đã ký kết hợp đồng với Ấn Độ từ năm 2017 rồi. Đấy. Và 2018 thì chúng ta lại tiếp tục là Phòng Thương mại của Beirut hợp tác với cả Ukraine năm 2018 nữa. Đấy. Thì chúng ta
nằm được ghi vào trong sổ lưu ký của phòng thương mại là cái chuyện bình thường, đương nhiên. Và tôi nghĩ là đây là cái bộ mặt Survey, tuy là một trong những công ty khởi nghiệp mới, nhưng nó là bộ mặt, nó không thua kém gì những ông lớn ở Peru cả. Và thậm chí những doanh nghiệp đã rất lớn và tồn tại rất nhiều năm rồi, thì so với cái công nghệ Survey hiện tại bây giờ là chưa chắc đã hơn về quy mô. Hiện tại về quy mô của chúng ta không nói được, không nói là một cái doanh nghiệp lớn, mà nó phải tầm trung, phải nói là tầm trung vượt qua giai đoạn khởi nghiệp đấy quý vị ạ. Một cái điều đặc biệt nữa tôi nói, muốn nói quý vị, tất cả mọi người chúng ta khi mà tài trợ vào Survey đều yêu quý Survey, đều mong muốn cho rằng cái công nghệ này phát triển ra ngoài thị trường. Và có người, vẫn có người vẫn lo sợ rằng cái công nghệ Survey này, cái công nghệ Survey nằm trong cái gọi là tập đoàn Unica, phải nói như vậy. Thì có nhiều người lo lắng rằng là cái công nghệ này sẽ không thành công. Đấy, thì tôi nói với quý vị là nếu trong giai đoạn 2014, 15, 16 quý vị nói với tôi những vấn đề đó thì tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng cái gì cũng thế thôi, cái gì kể cả những công ty thành công nhất cũng có cái rủi ro của nó. Nhưng nếu mà chúng ta tính toán được cái rủi ro cho phép, nhìn nhận được cái tiềm năng của nó, thì tôi nói với quý vị là nó xứng đáng để được tài trợ. Và đặc biệt là vào năm 2020-21 vừa rồi, chúng ta được chứng nhận, do TUV người ta chứng nhận về công nghệ, là khi mà chứng nhận là chứng nhận về kết cấu đường ray, rồi kết cấu về xe, kết cấu về giá đỡ trung gian, ga hành khách cũng chứng nhận. Nó có, thực ra là nói với quý vị là có hàng nghìn chi tiết cần phải chứng nhận. Đấy, có hàng ngàn chi tiết của chứng nhận. Và cái mới đổi mới này nó lại khác so với cái chứng nhận cũ, cái đường sắt cũ. Đấy, cho nên là gây tranh cãi và rất nhiều khó khăn để được chứng nhận. Và ông GDP cũng muốn nói rồi, nói về chứng nhận ấy, thì nó lại đối với hãng khác thì nó là một vấn đề rất là lớn, đau đầu. Đấy, rất là đau đầu. Kể cả Evolut và một số cái hãng khác thì thôi, chứng nhận rất đau đầu. Nhưng đối với ông Suzuki ấy, thì việc chứng nhận này là ngẫu nhiên, là hiểu rồi, sớm hay muộn rồi. Đấy, sớm hay muộn để chứng nhận, chúng ta đã chứng nhận rồi. Và khi mà chúng ta đạt được chứng nhận rồi thì cho thấy là cái sản phẩm của chúng ta là nó bước từ cái lý thuyết trở thành cái ứng dụng của thực tế rồi, đạt tiêu chuẩn và độ an toàn rồi, có khả năng bán được, có khả năng vận hành được tại cái thị trường mà chúng ta chứng nhận rồi. Đấy, như vậy là cái rủi ro về thành hay không thành về công nghệ chúng ta đã hoàn toàn bị chứng minh. Đấy, và một số người nào đã nói là bảo là cái công nghệ Survey là ảo, thì tôi nói với quý vị là hãy đọc lại đi. Người ta, cái công nghệ của người ta đã được chứng nhận rồi, những cái đơn vị lớn nhất người ta chứng nhận rằng cái công nghệ này có thật, cái công nghệ này an toàn, cái công nghệ này bán được, cái công nghệ này vận hành được, mà mình còn nói là ảo nữa, thì tôi nói với quý vị là trình độ ở đâu, hoặc chẳng qua là anh em không tìm hiểu mà thôi. Khi mà người ta đã đặt chứng nhận rồi, tức là rằng cái rủi ro về mặt cái công nghệ khó nhất của người ta, nó hàng ngàn cái tiêu chuẩn phải chứng nhận, hàng ngàn cái tiêu chuẩn phải thử nghiệm, người ta dành 40 năm 50 năm để được cái chứng nhận như vậy. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang sở hữu cái cổ phần với mệnh giá rất là ưu đãi, rất là rẻ so với cái công sức của người ta. Và giai đoạn này mình đang tận dụng giai đoạn này là quá tốt, cực kỳ tốt. Giá hợp lý, nhưng về rủi ro đã qua. Và đặc biệt là quý vị đã thấy là sắp tới nữa chúng ta còn được đánh bóng, còn được rất nhiều người biết đến nữa. Đấy.
Năm 2021 vừa qua chúng ta cũng đăng ký rất nhiều nhãn hiệu bằng sáng chế doanh nghiệp. Và đặc biệt là ngày 28 tháng 8 năm 2021 chúng ta đăng ký mô đun tốc độ cao, cái tàu siêu tốc tốc độ cao 500 km, dạng hai khoang cũng có. Đấy. Và sắp tới sẽ có những cái sản phẩm còn nó còn cao cấp, hiện tại bây giờ là công ty người ta chưa tiết lộ cho chính chúng ta biết. Những cái sản phẩm thương mại về cao tốc thì nó khác hoàn toàn, khác hơn nhiều. Và chúng ta cũng đăng ký nhãn hiệu về siêu cao tốc. Đấy, sắp tới chúng ta sẽ có cao tốc và siêu cao tốc. Siêu cao tốc của chúng ta là 1.500 km/h. Đấy. Thì quý vị có thể tìm hiểu cái siêu cao tốc này. Cái siêu cao tốc này thì nó có khả năng là ứng dụng được cái đường dài của nó tốt hơn, bởi vì nó trong nội thành nó khó khả năng ứng dụng được, bởi vì những cái ngã rẽ của cái đô thị mà người ta cần ví dụ tốc độ khoảng 1.000 cho đến 1.500, người ta cần cái bán kính quanh vòng là ít nhất là phải đến là 50 km thì mới bắt đầu là đi bán kính người ta quay được. Đấy, tăng tốc giảm tốc nữa. Và chính vì vậy là cái ứng dụng của cái việc mà cái công nghệ 500 của chúng ta, cái công nghệ 150 km/h của chúng ta trong nội thành là hiện tại bây giờ cái công nghệ của chúng ta, tôi nói là tương lai là đáng được ứng dụng và tiềm năng. Và hiện tại bây giờ tôi thấy là các quốc gia người ta đang thi đánh giá cái tiềm năng của nó, báo chí đánh giá liên tục. Đấy. Thì tôi cũng có cơ hội trải nghiệm những cái tàu 150 km/h rồi. Đầu tiên thì tôi cũng để cảm nhận cái tiếng ồn. Nhưng hiện tại bây giờ là ngày trước tôi đi 2017-18 thì cái tiếng ồn của nó ngang với lại cái việc cái máy bụi tầm xa thôi. Nhưng hiện tại bây giờ cái công ty đã có những vật liệu đặc biệt, có những cái kỹ thuật cách âm tiếng ồn mọi thứ, thì nhưng nó có một chút nhỏ nhỏ cần thiết, bởi vì dạ ông Dũng Đức cũng nói là cái xe phải có tiếng ồn là điều cần thiết, còn tốt hơn là cái không có một tí tiếng ồn nào. Đấy, nhưng mà thuộc cho phép vừa tai người nghe là được. Đấy, tôi đã được từng đi cái sản phẩm này rồi, và hiện tại bây giờ nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ sang bên Ả Rập đi thử. Đấy. Và những thành tựu tiếp theo của công ty về những thành tựu về khoa học thì hiện tại công ty Unikai là một cái công ty kỹ thuật mẹ, phải nói đây là một cái công ty kỹ thuật, là gọi là phải nói là công ty kỹ thuật nhé quý vị nhé, kỹ thuật đa ngành, đây không phải là công ty thương mại mà là một cái công ty kỹ thuật. Trong đó có đội ngũ khoa học, có đội ngũ thiết kế phát triển ra những con tàu Skyway và một số cái hạng mục khác. Đây là phải nói là công ty kỹ thuật, và chúng ta phân tích tiếp. Ở đây có trên khoảng 600 kỹ sư, gần đến 1.000 kỹ sư ở trình độ cao trong lĩnh vực khoa học. Và đặc biệt là chúng ta tạo ra một hội đồng khoa học riêng nghiêm túc, rất hiếm một cái công ty hiện tại bây giờ, một cái công ty cá nhân hiện tại bây giờ có những cái hội đồng khoa học, phải những công ty đi về lâu về dài hướng tới quy mô, có một cái hội đồng riêng để là dạ, trong đó là phát triển ra những cái công nghệ mới. Đấy. À, không tránh bị lạc hậu, khắc phục những nhược điểm hiện có để giúp công ty chúng ta rằng sẽ thắng vượt qua đối thủ mãi mãi. Phải dùng cái câu như vậy để giúp chúng ta có, bởi vì có cái phòng như này thì chúng ta mới có cơ hội vượt qua đối thủ mãi mãi, không ngủ quên trên chiến thắng. Đấy, thì đội hội đồng khoa học của chúng ta vào năm 2016 chúng ta cũng đã lên kế hoạch về hội đồng khoa học rồi, cũng có đào tạo, cũng đó cũng có kết hợp với những cái trường đại học lớn của Beirut, đại học kỹ thuật Beirut, và những kỹ sư xuất sắc của Beirut sẽ được công ty chúng ta lựa chọn.
và thậm chí chúng ta có một cái vé, một cái vai trò, một cái vị trí trong cái trường đó để mà làm việc những sinh viên ưu tú tại đó. Đấy. Thì tôi còn nhớ rằng là xét về một trường phái khoa học thì ông Zulicki ấy, cách từ năm 2010 từ năm 1989 thì đã có một cái trung tâm khoa học viết là Worldstar. Tại đó, tại những năm đó mà được đánh giá đây là một trong hai trung tâm khoa học lớn nhất ở Belarus từ thời đấy, năm 1989. Đấy, xét về khoa học thì ông Zulicki ông ấy có rất nhiều cái công trình khoa học. Đấy, thì chính vậy là và đặc biệt là năm 2000 chúng ta thành tựu của chúng ta đạt được những gì trong những năm vừa rồi. Trong năm 2021, công ty chính thức nộp được 5 nghiên cứu để đăng ký cấp nhà nước. Đấy, 5 công trình khoa học cấp nhà nước của chúng ta. Và chúng ta đang thực sự là đang phấn đấu, đang hoàn thiện một cách kỹ càng để được chính họ công nhận, chính nhà nước công nhận và chính nhiều các tổ chức khác công nhận đây là một tổ chức khoa học thực sự nghiêm túc. Vì vậy là chúng ta có 5 đăng ký thuộc cấp nhà nước đã được gửi, 3 trong số 5 đã được lưu ký rồi, 2 còn lại là sắp hoàn thành. Đấy, những cái công trình khoa học chúng ta phải có nhiều cái công trình khoa học cấp nhà nước, cấp quốc gia thì cái gọi là cái hội đồng khoa học của chúng ta mới được đánh giá là hội đồng khoa học nghiêm túc, hội đồng khoa học cấp quốc gia, ví dụ vậy. Trong năm vừa qua là chúng ta, hội đồng khoa học của chúng ta cũng đã tổ chức được 4 cuộc họp hội đồng khoa học công nghệ một cách quy mô. Và đặc biệt trong hội đồng khoa học, các kỹ sư cũng đã tìm ra những cái vật liệu vô cùng đặc biệt giúp chúng ta rất tốt, đó là vật liệu bảo vệ, tức là bao phủ vật liệu thép, rồi nhôm, rồi nhựa, rồi bê tông để tránh ăn mòn ở những cái nhiệt độ khí hậu khác nhau. Ví dụ như thép chẳng hạn, ở những cái nơi mà muối, ví dụ như ở cái nơi ví dụ như Ả Rập chẳng hạn, vừa nóng vừa ẩm, vừa nóng đấy, những cái nơi mà có muối, khí hậu muối chẳng hạn, thì cái đường ray của chúng ta, cho dù chúng ta làm hợp, nếu chúng ta làm hợp kim đặc biệt mọi thứ thì nó rất là tốn kém. Đấy, ở đây chúng ta cũng có những cái vật liệu đặc biệt nó cũng chống rỉ rồi, nhưng chúng ta cần có một cái vật liệu nữa để bao phủ đấy, mà làm giảm giá thành chứ không phải là bao phủ mà lại tốn nhiều kinh phí. Đấy, và trong năm vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu phát triển ra được những cái sản phẩm polymer đặc biệt như vậy để bao phủ. Và công ty có những cái phòng phát triển vật liệu mới, có phòng riêng. Đấy, như vừa rồi quý vị sẽ thấy tôi cũng không đưa lên đây, có những cái phòng rất nhiều ban bệ bộ ngành trong cái phòng nghiên cứu như vậy. Và chúng ta phát triển một cái công nghệ cực kỳ đặc biệt hơn nữa, bởi vì nó là tất yếu cần phải có để sau này là nó ảnh hưởng đến chất lượng cấu trúc của đường ray và ảnh hưởng đến tiếng ồn, cái độ êm ái và tuổi thọ bánh xe của chúng ta. Đấy, và chúng ta đã nghiên cứu thành công ra được một cái cách bơm bê tông đặc biệt và chất cao phân tử để đi được vào cái đường ray của chúng ta với chiều dài là gần 1 km, hơn 1 km, là rất là dài như vậy. Đấy, thông thường là bơm, đại đa số người ta bơm với một cái khoảng cách là rất là ngắn, nhưng với chiều dài là hơn 1 km là gần như là rất khó để làm cái đó. Nhưng nếu chúng ta không làm được cái việc đó thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng công trình của chúng ta, cái độ êm ái, tính chịu lực của đường ray rất lớn. Nếu chúng ta làm được cái đấy thì tốt, và hiện tại là duy nhất chúng ta làm được đấy. Về vấn đề khoa học thì chúng ta cũng đang
làm được ở mức độ là cấp quốc tế, như là phòng thí nghiệm hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu lớn trên thế giới. Đấy, các thương hiệu lớn rồi chúng ta sẽ hợp tác, rồi chuyển giao, rồi hợp tác mọi thứ đối với các thương hiệu lớn. Và trong năm vừa rồi là cái đội ngũ khoa học và đội ngũ kỹ sư của chúng ta cũng hoàn thành, cũng có một cái thông tin cũng đưa ra là rằng những chiếc xe ô tô chở khách có sử dụng được năng lượng hydro. Thực ra là cái việc mà sử dụng năng lượng hydro là nó có từ rất lâu rồi, nhưng khống chế được cái nhiên liệu hydro này cực kỳ khó, nó cực kỳ nguy hiểm, không phải ai cũng khống chế được. Đấy, ở Việt Nam có sinh viên cũng làm được cái này, nhưng quan trọng là cái khả năng khống chế được cái hydro này. Đấy, ví dụ có người ta đổ nước vào sẽ vẫn chạy được, tách ra cái hydro để chạy được, nhưng để mà khống chế được cái hydro này thì nó cực kỳ khó. Đấy, và công ty cũng đã nghiên cứu thành công, tức là thành công ở mức nào thì về vấn đề kỹ thuật mọi thứ thì cũng chưa được tiết lộ, nhưng công ty cũng đã nói là một chiếc xe chở khách sử dụng năng lượng hydro, và thậm chí những cái xe điện Skyway chạy trên kia có khả năng cũng sử dụng một phần của hydro, rồi rượu. Đấy, nó đa năng như thế. Trong trường hợp bất điện thì nó sử dụng hydro, thậm chí rượu. Đấy, để mà chạy khi mà có vấn đề hỏng hóc tạm thời để vào những ga sửa chữa. Đấy quý vị ạ. Đấy, không chỉ là những cái việc ký hợp đồng, cái việc sản xuất ra, nó là một, nó tạo ra cái tài sản của chúng ta càng ngày càng lớn. Ví dụ chúng ta ký được nhiều hợp đồng, chúng ta làm ra thì đồng nghĩa với công ty càng ngày càng có nhiều hợp đồng, nhiều lợi nhuận, nhiều doanh thu, công ty càng ngày càng to lên. Không chỉ những cái sản phẩm hữu hình như vậy, thì theo tôi đánh giá là những cái sản phẩm vô hình nó cũng góp phần rất lớn để tăng giá trị công ty. Một năm các đội ngũ kỹ sư, đội ngũ khoa học đã nghiên cứu, có nhiều cái bằng sáng chế mới được ra đời, nó cũng được góp vào phần tăng tài sản của công ty quý. Đấy, đội ngũ khoa học đấy là hàng ngày người ta đang nghiên cứu ra những cái vật liệu, những cái bằng sáng chế mà đối thủ không có, người khác không có, người ta đăng ký để tăng cái giá trị thêm một công ty. Đấy là một phần tài sản của chúng ta. Cảm ơn đội ngũ kỹ sư, cảm ơn đội ngũ khoa học đã ngày đêm cùng với ngài Ricky nghiên cứu phát triển, đang âm thầm để tăng cái giá trị cổ phần của chúng ta lên hàng ngày mà chúng ta không hề để ý. Cho họ chẳng có tay cầm, quý vị ạ. Đấy, trong năm 2021 thì chúng ta, như ngài Du Lê Kim đã nói, là chúng ta có 4 dự án thương mại được ký kết. Nhưng thực sự nói với quý vị là, phải nói với quý vị là đối với công ty ấy, những thứ gì, những cái gì mà chưa được bật mí, chưa được ghi lên web, chưa được công bố, thì những thông tin đó gọi là ngoài luồng mà thôi. Thậm chí là biết cũng không được nói, không dám nói, nó vi phạm nguyên tắc. Đấy, thì thực sự tôi, theo tôi, kinh nghiệm của tôi mà nói, thì công nghệ của cái công ty của chúng ta, thậm chí rất nhiều cái đơn đặt hàng rồi. Đơn đặt hàng từ ngày xưa rất là nhiều rồi. Đơn đặt hàng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn rất là nhiều rồi. Chẳng qua là 4 đơn thương mại này là đầy đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là về tài chính, về giải phóng mặt bằng, về pháp lý, mọi thứ người ta chuẩn bị hết rồi thì công ty mới nói về 4 cái này. Và hiện tại bây giờ công ty cũng không nói là đơn thứ nhất ở đâu, đơn thứ hai ở đâu và đơn thứ ba ở đâu. Nó hiện tại bây giờ là đó vẫn đang là bí mật đối với doanh nghiệp. Công ty cũng đã ký hợp đồng bảo mật những cái dự án như này. Nó cũng tốt cho chúng ta thôi, tốt. Chúng ta nghe nếu mà công bố ra bùi tai một chút thôi, nhưng nó là cơ hội cho đối thủ cạnh tranh để
chọc phá chúng ta. Và chắc chắn chúng ta sẽ được biết khi mà nó nằm trong, khi mà tiền đã được chuyển. Hiện tại bây giờ tiền theo cái bảng kế hoạch của theo ông Junichi ông nói, tiền đã được nhận rồi và chúng ta đang lên kế hoạch để chuẩn bị ra trong giai đoạn thiết kế cái sản phẩm. Khi mà vào cái giai đoạn thiết kế rồi thì có khả năng sẽ được công bố, và những cái đơn đặt hàng này thì tự đối tác người ta sẽ công bố, mà đôi lúc là đối tác người ta ghi lên mạng người ta công bố ấy, đôi lúc là chúng ta tham khảo nó, ai biết được thông tin thì chúng ta chuyển nhau tham khảo thôi, chứ đừng bao giờ là người ta đã công bố thông tin cho mình thì mình tham khảo rồi bắt đầu mình lại quay lại hỏi support là thế có đúng hay không. Không bao giờ support người ta nói thì đấy là đúng cả. Hiểu cho những người người ta cung cấp thông tin, hiểu như vậy. Sau đó là support người ta nói là không đúng thì lại quay ra chửi cái người đưa tin là thằng bố láo, cái thằng chưa mau là đã đưa cái nọ kia. Phải có người ta cung cấp thông tin, người ta moi thông tin cho mình tham khảo, tham khảo được thì tham khảo, không tham khảo thôi. Tôi cảm thấy bất bình một số cái trường hợp là người ta lục rất nhiều cái thông tin, nhưng nó là nằm trong cái giai đoạn bí mật của công ty thì công ty người ta không công kịp, người ta không công bố thôi. Mình đọc được, mình tham khảo được thì mình nhận định trong đầu, cứ phải nói toạc ra thì mình mới hiểu sao. Sau đó mình quay lại hỏi support. Support là gì? Hỗ trợ là người ta chỉ trả lời những cái vấn đề quá trình website đã được công bố, thế thôi. Đấy, còn nếu ai đó người ta có khả năng, người ta có tầm nhìn hơn, người ta phân tích cho một chút thì đấy là mình tham khảo thôi, phải nhớ như vậy. Đấy, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải hiểu về vấn đề thông tin. Đấy, thì hiện tại bây giờ là ông Junichi ông vẫn thẳng thắn đã công bố là 4 hợp đồng thương mại. Thực ra mà nói là năm 2020 là chúng ta đã lên kế hoạch thương mại rồi. Và tôi cũng đã nói về kế hoạch cuối năm 2020 trước rồi. Không sai đâu, nhưng mà chẳng qua là dịch ông Junichi ông ấy dừng lại năm đó. Dừng lại đúng thôi, bởi vì là thứ nhất mình phải chuẩn bị tâm lý cho đại dịch, chuẩn bị nguồn tài chính, và đặc biệt là trong cái đại dịch đó cấm vận giữa các quốc gia với nhau. Đấy, nhưng trong cái năm đại dịch như vậy, cấm vận như vậy thì chúng ta lại có nhiều cái sáng kiến, chúng ta không ngồi chơi, chúng ta lại có rất nhiều cái sáng kiến, nhiều cái giải pháp tốt. Nó cũng tốt mà, chậm một chút thì quý vị đã biết ông Junichi ông đã nói rồi, trong cái thậm chí trong cái thời gian đấy ông Junichi ông còn bị Covid nữa. Đấy, thì những chúng ta để đạt được cái thành quả, những cái trái ngọt thì chúng ta phải hiểu được, hiểu thấu được là những cái khó khăn mà doanh nghiệp người ta đi qua. Nếu chúng ta là cổ đông, tức là chúng ta làm chủ một phần của dự án rồi, chúng ta hiểu được. Đấy, và thực ra là ngoài những cái hợp đồng mà những cái hợp đồng về những con tàu Sailway thì chúng ta thực ra là có những cái nguồn thu khác. Tôi đã cũng đã nói từ 2019-20 rồi. Thực ra nó là cái nguồn thu khác cũng có rồi, nhưng mà nó nhỏ thôi. Và những cái khoản đó nó cung cấp cổ phần vốn cho chính cái công ty của chúng ta phát triển, vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ở trong giai đoạn khởi nghiệp thì người tin thì ít, người chê thì nhiều, người nói xấu thì cũng nhiều. Chính vì vậy là gì ạ? Cái nguồn vốn, công ty làm nhiều thứ lắm, cái nguồn vốn thì chưa đủ, chưa giai đoạn nào đủ cả. Thì những cái sản phẩm phụ cũng là một trong những cái mà hỗ trợ công ty. Và hiện tại công ty đang tập trung vào cái sản phẩm chính về công nghệ Skyway. Chúng ta có câu hỏi thêm có sản phẩm nào khác hay không, công ty không bao giờ support, không bao giờ trả lời. Support sẽ trả lời quý vị là chỉ mỗi con tàu Sailway thôi. Quý vị phải hiểu như thế. Tại sao phải như vậy? Nó là tốt, tốt cho chúng quý vị. Ví dụ mình nói vào công ty có cái máy bay không người lái chẳng. Có người không thích thì bảo à, ông này lấy tiền của tôi đi làm máy bay không người lái à. Thế bao giờ mới xong cái kia?
đấy, ví dụ có người như thế. Nhưng có người lạc quan lại nói rằng là a à, chà, ngoài cái công nghệ SageWave kia, đặc biệt kia lại có thêm một cái công nghệ cực kỳ tốt. Tại sao? Nhu cầu của thị trường hiện tại bây giờ nó, người ta cũng đang cần một cái sản phẩm là máy bay không người lái. Từ máy bay không người lái người ta ứng dụng ra nhiều sản phẩm khác, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, thăm dò, thậm chí taxi bay không người lái. Bây giờ chúng ta có một cái trực thăng, chúng ta giàu, chúng ta có một trực thăng, chúng ta thuê một cái người lái. Giả sử chúng ta cập bồ thì cái ông lái đấy, ông lái hộ đấy, ông ấy phát hiện ra ngày, ông về ông nói với vợ, với con thì chết. Thì chính vậy là cái sản phẩm mà máy bay không người lái cũng có tác dụng, tức là lập trình từ điểm A đến điểm B, không cần phải thuê cái ông lái hộ nữa. Đấy, thì chúng ta đi rất an toàn, đúng không ạ? Không ai nói được, không lộ được. Đấy chính vì nhu cầu người ta cần. Thực sự là ban đầu cái máy bay, những cái sản phẩm phụ đấy là những cái sản phẩm mà để phục vụ cho chính chúng ta là chủ yếu. Bởi vì sau này chúng ta cần phải xây dựng đồi, núi, rồi sa mạc. Chúng ta mà thuê thì cái chi phí thuê cũng khá là nhiều, bởi vì xây dựng hàng ngàn km. Và không phụ thuộc, không thể để phụ thuộc được. Chúng ta có khả năng, ngày Zuniki này có khả năng. Tại sao ông ấy cũng tạo ra? Chính vì ông tạo ra một cái sản phẩm là tốt cho chính chúng ta. Và những sản phẩm đó là một cái công ty độc lập riêng, nó có vai trò độc lập riêng so với cái công nghệ SageWave này. Nó không được gọi là thuộc vào cái công nghệ SageWave, nó là một công ty độc lập riêng. Chính vậy là chúng ta có hỏi thì người ta cũng chỉ trả lời là về cái công nghệ SageWave thôi. Cái chính vậy là chúng ta định tham khảo chủ yếu quý vị như vậy. Và ông ngài Zuniki cũng đã nói là chúng ta có doanh thu từ những cái sản phẩm khác. Đơn đặt hàng trong nguyên văn người ta dịch là đặt hàng từ đơn vị thứ ba. Và ngài Zuniki cũng đã nói là chúng ta cũng đáp ứng với cái cơ sở sản xuất của chúng ta, thì chúng ta cũng đáp ứng các đơn đặt hàng từ rất nhiều doanh nghiệp và nhiều quốc gia ra khác, kể cả lĩnh vực quốc phòng. Nó cũng được luôn, tươi hay luôn, lĩnh quốc phòng, những cái sản phẩm làm cho quốc phòng, quân đội thì đội ngũ, lực lượng rất là lớn, kinh tế cũng rất là lớn. Có những thứ người ta đặt hàng người ta đặt hàng được mình cho thấy là năng lực của chúng ta rất tốt. Không chỉ về năng lực sản xuất mà dạ, cái bí quyết của chúng ta rất tốt, rất lợi hại. Đây là lời nói từ ngày Zuniki người ta nói. Thì tôi cũng không biết là cái sản phẩm quốc phòng như nào. Có thể là những cái sản phẩm mà ví dụ những cái máy bay, người ta cải tạo những cái máy bay trước đây là có người lái của quốc phòng sao, trở thành cái máy bay không người lái sao. Đấy cũng là một cái bí quyết tạo tiền. Nhưng mà công ty người ta không tiết lộ ra. Nó là bí quyết kinh doanh của công ty. Và không ai khẳng định. Những lời nói thì mang tính chất tham khảo. Chúng ta phải hiểu như vậy. Tham khảo, chứ đừng chửi nhá. Tham khảo xong rồi bắt đầu đi hỏi support, support bảo là không có, xong lại quay ra chửi. Thì thật. Thế chả không, người ta không đi lục thông tin cho ông nữa, người ta không tìm đòi thông tin cho mình nữa, thì mình bảo là cái công ty này không có tin gì. Khổ. Đấy. À, ngày trước kia cũng đã ví dụ rồi. Chúng ta đã sản xuất hoàn toàn về xe điện, tức là chủ động sản xuất được để xe điện. Chúng ta đã chế tạo khung. Đấy. Tôi bị mất tiếng. Vâng, ok. Chúng ta tự sản xuất về khung. Ví dụ một cái ô tô điện, khung, vỏ, ắc quy, tức là ắc quy toàn những cái quan trọng, động cơ, trục bánh xe, là chúng ta coi như là chủ động hoàn làm tất rồi. Và như vừa rồi quý vị thấy là một số tin, gọi là thông tin đổ nhau thôi, tôi không nói là thông tin gì, gọi là thông tin đổ nhau thì tôi tham khảo như vậy thôi.
thì kể cả những cái hãng, một số Onimo là một cái công ty đấy cũng riêng nhá, tôi không nói là công ty đấy là của Square như nào. Công ty này thì trước đây là có thông tin chính thức, nhưng mà công ty này ấy, thì tôi nói với quý vị là bắt đầu từ năm 2018, tại cuộc phép năm 2018, ông Dũng Kiêu cũng đã nói là chúng ta có những cái đơn đặt hàng từ động cơ trục bánh xe từ những phía trường đại học nào đó, mấy chục ngàn cái động cơ bánh xe cơ. Đấy. Và hiện tại bây giờ chúng ta cái công nghệ về động cơ trục bánh xe này chúng ta ứng dụng nhiều lắm, ứng dụng ra những cái ô tô, ứng dụng những xe đạp, ứng dụng ra rất rất nhiều cái xe chở hàng mọi thứ. Và công nghệ của chúng ta làm chủ được rồi, nằm bằng tay và sản xuất hàng loạt rồi, không phải trong giai đoạn nghiên cứu nữa đâu, mà cầm cái tiền đi đầu tư vào một cái công ty nào đó mà đang còn nghiên cứu làm gì cả. Đấy, tất cả chúng ta đã chủ động, nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi, nằm trong giá trị cái cổ phần của chúng ta đang có rồi, chẳng qua là nó cái thị phần của nó thấp, người ta không chủ động, người ta không tập trung vào cái mảng đấy mà phát triển cái động cơ. Tôi ví dụ như là nếu công ty chỉ tập trung phát triển cái động cơ ra thị trường thì cũng có rất nhiều cái đơn đặt hàng nó ứng dụng từ cái ô tô, bởi vì ô tô bây giờ là người ta không quan trọng của ô tô đó là gì ạ? Động cơ, trục bánh xe, rồi ắc quy, cái bộ chuyển đổi năng lượng đấy, khung gầm như nào. Thì có một số người người ta nói là cái công ty Unimo có rất nhiều cái đơn vị đặt hàng lớn, thâm niên trong ngành cũng đã rất là nhiều năm rồi, nhiều chục năm rồi, và có tiếng tăm trên thị trường rồi, và người ta cũng phải hợp tác với công ty Unimo đó để sản xuất cái nguyên mẫu. Sản xuất một cái nguyên mẫu là khó nhất, còn sản xuất ra hàng ngang, khi mà xong cái nguyên mẫu đầu tiên ấy, là hàng ngàn cái sản xuất ra thì nó cực nhanh. Đấy, cái nguyên mẫu đầu tiên là làm thế nào khí đạt khí động học tốt, làm thế nào lắp cái bánh xe này nó hợp, nó chạy được bao nhiêu km, nó sạc bao nhiêu. Đấy, nhưng đối với một nguyên mẫu công ty Unimo sản xuất là rơi vào khoảng là trên một năm, gần 2 năm xong với sản phẩm nguyên mẫu, rất đáng kinh ngạc như vậy. Nhà mình chờ một chút ạ, chắc là mạng của phía thuyền trưởng của chúng ta đang có một chút gọi là lag một chút. Ok, trong thời gian mà để Triều Tâm tiếp tục kết nối lại vấn đề Internet thì chúng ta có thể thấy là tất cả những cái gì dù chúng ta được nghe ngày hôm nay, và cũng có rất nhiều cô chú anh chị quý nhà đầu tư và rất nhiều các cái cổ đông của chúng ta cũng đã lục các cái thông tin, và thông qua các cái thông tin đa chiều chứ không phải một phía, thì chúng ta đã thấy đánh giá được nhiều khía cạnh, nhiều sự tiềm năng và nhiều sự đón nhận của tất cả các cái quốc gia. Họ đang mong muốn có một cái giải pháp tốt nhất về vấn đề giao thông, nhưng ngoài ra nó lại còn liên quan đến vấn đề tương lai, vấn đề cuộc sống và đến vấn đề môi trường. Thế chính vì vậy cho nên là tất cả những cái gì mà giá trị ngày hôm nay đều trả giá bằng thời gian, trả giá bằng sự đánh đổi và những cái thăng trầm ở những thời điểm đầu. Và chúng tôi may mắn biết từ năm 2017, như bạn Triệu Tâm thì năm 2016, thì từ những lúc mà công ty còn khởi nghiệp, còn trứng nước, còn rất nhiều các cái góc nhìn chưa được đúng hoặc là chưa được tốt, cũng như là chưa rõ ràng, chưa đầy đủ như ngày hôm nay. Và chúng ta đã có sự may mắn biết được
tất cả những cái gì ngày hôm nay chúng ta muốn khía cạnh nào của Skyway thì Skyway đều đáp ứng được. Đấy là sự thành công. Và muốn những cái gì mà Skyway, thậm chí còn ngoài cái sự mong muốn của chúng ta, ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, mà Skyway đã làm được tất cả những điều đó. Đấy là một điều thực sự tự hào đối với những người mà đã có đánh giá, có tầm nhìn và có sự quyết tâm và nắm bắt cơ hội Skyway. Ngoài ra cũng có rất nhiều người đã từng chứng kiến, biết đến, nghe nói đến Skyway từ năm 3 năm trước, 2 năm trước, 1 năm trước, thậm chí đã từng được bạn Triệu Tâm chia sẻ về những cái thông tin như thế này, hoặc nghe đâu đó trên Facebook, trên Zalo, trên TikTok hay là các cái cơ quan truyền thông. Nhưng ngược lại, chúng ta chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, để nắm bắt, để mà lựa chọn, để mà quyết định. Nhưng đến thời điểm này cũng rất nhiều cổ đông chúng ta đã quyết định và nắm bắt phần của chúng ta rồi. Và chúng ta tiếp tục trò chuyện với bạn Triệu Tâm. Xin mời Triệu Tâm. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Lâu lắm anh Hùng mới xuất hiện. Anh nghỉ hưu rồi. Thì chúng tôi đang tính toán đây là có khả năng là nghỉ hưu sớm ấy. Bởi vì là dành rất nhiều thời gian để mong muốn chia sẻ cho quý vị, để quý vị sở hữu cổ phần. Nhưng quý vị thì cứ chần chừ, thì chúng tôi lại đành phải tranh thủ. Mỗi anh em đành phải tranh thủ là mỗi tháng là có một chút. Đấy. Thì mà bây giờ là cái chương trình đối tác của chúng ta và nhóm các cổ đông của Skyway Việt Nam hiện tại bây giờ đã lớn mạnh rồi. Tất cả đều chủ động, tất cả đều vận hành một cách êm ái. Và thậm chí là chúng tôi ít xuất hiện thì vận hành rất tốt. Thì đây là một cái cơ hội tôi nói rất là tuyệt vời, là hiếm khi tìm một cái cơ hội như vậy. 5 năm sau, 10 năm sau, chúng ta vẫn được hưởng cái đội ngũ của chúng ta đang có như này. Đấy. Tôi đã kết hợp với dự án 6 năm rồi và trải qua như vậy thì tôi rất là sung sướng. Sung sướng trong suốt 6 năm qua. Và thầm cảm ơn là thứ nhất cảm ơn cái duyên đã gặp, cái sứ mệnh của chúng ta là sứ mệnh tập thể. Thì trong 6 năm qua tôi cũng thầm cảm ơn là những cái người mà đồng hành với tôi những giai đoạn đầu tiên cực kỳ khó khăn, và chúng ta đang chuẩn bị là chứng tỏ được cái hướng đầu tư của chúng ta rồi, đang chứng tỏ được là cái Skyway như nào rồi. Thì trong 1-2 năm tới nữa thôi, thì tôi nói với quý vị là 1-2 năm tới nữa thôi là nhiều người sẽ nhắc chúng ta chỉ làm một thương vụ thôi nhưng chúng ta thắng cả đời. Chúng ta chỉ cần làm một thương vụ thôi nhưng tên tuổi, tiếng tăm của chúng ta rất là êm đẹp. Tôi nói quý vị như vậy. Thì tất nhiên nói trong lúc này thì sẽ có những người người ta tin, cũng tin, và có những người sẽ lắc đầu. Yên tâm, thời gian sẽ trả lời, đúng không ạ? Chúng ta cũng đi tiếp với bài vừa rồi. Thì ngoài cái sản phẩm chính của chúng ta thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm phụ nữa. Những sản phẩm phụ cũng giúp cho chúng ta một phần kinh phí để phát triển thêm dự án của chúng ta. Thì vừa qua ông Judy Kim cũng nói là chúng ta đã tạo ra cái khung từ một cái xe điện, chúng ta tạo ra cả cái khung, cái vỏ, cái ác quy, cái bánh xe, cái động cơ thì gần như là một cái xe điện. Chúng ta làm hết được còn gì, đúng không? Chẳng qua là chúng ta không theo đuổi con đường là tạo ra một chiếc ô tô điện để mà cạnh tranh với Tesla đâu. Thôi, chúng ta đang tập trung vào sản phẩm chính của chúng ta thôi. Và kể cả bây giờ quý vị có lên hỏi support là chúng ta có cả động cơ, chúng ta có cả trục bánh xe hả? Support người ta không trả lời, người ta trả lời là không. Nhưng mà đây là lời của ông Judy Kim nói. Quý vị thế như vậy. Để chính vì là những cái thông tin khi mà chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta tìm hiểu là support có nhiệm vụ là trả lời những cái thông tin đã được công bố trên website. Nói quý vị như vậy. Về vấn đề tiếp theo thì có ngài Judy Kim cũng đã công bố là chúng ta mở mới 3 công ty mới
tại thị trường Ả Rập đấy, để thực hiện cái chức năng tiếp thị. Và tiếp thị là đây là một trong những nơi mà sẽ đại diện một cái nơi mà có văn phòng đại diện quốc tế. Tôi nghĩ là tốt, hướng đi là chuẩn, hay. Và tôi cũng phân tích với quý vị một chút như thế này. Một số quốc gia người ta sẽ có một chút rào cản về mặt tài chính. Đấy. Thì trước đây chúng ta cũng, tại sao mà chúng ta lại đăng ký ở BVI và Cayman? Mục đích của chúng ta là gì? Lựa chọn những quốc gia ưu ái về thuế, bởi vì chúng ta là công ty khởi nghiệp, chúng ta cần một cái lượng vốn để mà phát triển dự án, chúng ta cần một cái quốc gia mà có ưu ái về thuế má, và cái tài chính thuận tiện, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ là nó thuận tiện. Còn một số quốc gia người ta sẽ gây khó khăn về vấn đề đó. Đấy. Thì điển hình là các nước Ả Rập cũng nằm trong những các quốc gia có ưu ái về vấn đề thuế như vậy. Ở đấy người ta sẽ không đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, đánh thuế cá nhân, thu nhập cá nhân. Thuế VAT trung bình nó không phải cái sản phẩm bắt buộc, thì nó rơi vào trung bình khoảng 5%. Rất tốt. Và đây là một trong những quốc gia rất là ưu ái. Và có khả năng sắp tới, đây là theo quan điểm của tôi nhé, và có khả năng sắp tới chúng ta sẽ đăng ký là những quốc gia như này. Bởi vì những cái quốc gia như ngoài khơi BVI hoặc là Cayman thì một số nhà đầu tư người ta lại không nể. Đấy, người ta lại không thích. Nhưng nói về đầu tư đăng ký tại Dubai Ả Rập là người ta nể ngay. Đấy, thì hai cái quốc gia này người ta cũng là hỗ trợ rất tốt về vấn đề thuế mà. Đấy. Chúng ta phải đặt một cái công ty, tôi nói với quý vị là công ty Unikai Sting Technology là một trong những công ty kỹ thuật chuyên nghiên cứu phát triển công nghệ lõi của chúng ta. Và chúng ta cần phải có một cái công ty thương mại cho tất cả các sản phẩm của chúng ta. Và phải, chúng ta phải đặt ở những cái nơi, những cái quốc gia người ta hỗ trợ ưu ái về mặt thuế má, về mặt danh tiếng và về vấn đề tài chính. Khi các đối tác khác người ta đầu tư, người ta chuyển tiền, cái tiền đó phải được đánh thuế rất thấp. Đấy, thì nó người ta chúng ta sẽ đặt ở đó thì cái thuế ở đó giảm thiểu được một phần, thì cái một phần thuế đó chúng ta lại trả cổ tức cho nhà đầu tư, thì đấy là tốt. Tôi nghĩ là rất là tốt, và tương lai chúng ta rất là tốt. Đấy, thì một phần, tôi lấy ví dụ, có khả năng là chúng ta sẽ đặt một cái công ty, một đại lý, tổng đại lý tại thị trường Ả Rập. Và đối với về danh tiếng thì Ả Rập là danh tiếng rồi, nói về đăng ký ở đấy người ta rất nể rồi. Về vấn đề thuế má thì nó cũng giảm thiểu cho công ty rất nhiều, một phần đó người ta sẽ trả cổ tức cho chúng ta. Đấy, thì chính như vậy là trong cái vấn đề là ông ngài Yuriki cũng đã nói trong vấn đề kiểm toán của công ty Nikkei Shin Technology ấy, thì quý vị có thể thấy nó rất là minh bạch, hàng năm báo cáo kiểm toán mọi thứ, nhưng không phải tất cả các nguồn tiền sẽ được chuyển về đấy, không phải các nguồn tiền ở đấy. Ví dụ có khả năng là ví dụ ở bên Belarus, bên một số quốc gia người ta có thể đặt hàng trực tiếp ở đấy, tiền ở đấy. Nhưng ở thị trường khác người ta đã có thể đặt hàng một về một cái công ty đại diện thương mại ở thị trường Ả Rập, và một phần vốn của hợp đồng thương mại đấy người ta sẽ chuyển về công ty Unikai Technology để mục đích là để trả lương nhân viên, vật tư, mọi thứ để giảm chi phí. Nó là tốt, nó là bài toán về hoạch định tài chính thôi, tốt cho chúng ta, bởi vì một phần thuế rất là, một phần thuế của một ví dụ 10%, 20% của 1 tỷ đô thì cũng rất là nhiều tiền. Đấy,
thì cái tiền đấy để mà dành cổ tức của chúng ta thì rất là tốt. Tôi nghĩ đây là một quy lệnh hướng đi lại rất là chuẩn tiền. Ngài Zunicki thứ nhất là một cái người mà hiểu sâu về mặt kỹ thuật, là một cái người mà người ta gọi là hiểu cả từ hình thức tư bản sao chủ nghĩa mọi thứ, nhưng cũng hiểu, đủ hiểu là cách vận hành làm thế nào cho hợp lý nhất về mặt kinh tế. Thì chúng ta một lần nữa lại cảm thấy rất là sung sướng, rất là may mắn lại có cổ phần của công ty này. May mắn, tôi nói quý vị như vậy. Đấy, cái chính vậy là một lần nữa tôi mong muốn quý vị rằng là hãy gom cho mình thật là nhiều để mà nghỉ ngơi thật là hạnh phúc. Đấy, gom bây giờ ít quá thì sau lại tiếc. Tôi nói quý vị như vậy. Thì tất cả những cái công ty này của công ty bên thị trường Ả Rập cũng có một cái công ty là Uscoeri, là cái công ty đấy người ta là một cái công ty thương mại cho các sản phẩm. Đấy, và những cái này gọi là tham khảo, mang tính chất là tham khảo, bởi vì công ty đang tập trung vào sản phẩm chính của chúng ta. Đấy, thì gọi là có cái nguồn, nhiều cái nguồn tin chúng ta tham khảo, và hiện tại bây giờ công ty sẽ công bố dần. Và tất cả các công ty đóng tại các quốc gia sẽ được kiểm toán bài bản như nào. Ví dụ như là công ty có khả năng là công ty Unikai Sinh Technology chỉ hòa vốn thôi, có lãi một ít thôi, nhưng không phải là toàn bộ tập đoàn của chúng ta lãi ít. Đấy, có thể nó là nguồn vốn được phân bổ khác nhau. Ví dụ ở đây là một cái công ty nhận đơn đặt hàng, là một công ty tiếp thị thương mại cho rất nhiều sản phẩm khác nhau. Nó có thể là ngoài những cái sản phẩm về mặt kỹ thuật như máy bay, như ô tô chẳng, nhưng nó có những vai trò kiêm, ví dụ như là thu nhập từ cái việc vận hành dự án nữa. Trong đó người ta có cả thu nhập vận hành dự án. Đấy quý vị ạ, thì chính vậy là cái công ty này có khả năng là người ta nói được có khả năng lỗ, nhưng thực ra là không lỗ được. Về mặt chỉ số là nhìn về chỉ số này có khả năng lỗ là bình thường, nhưng ở chung này bởi vì người ta có lợi nhuận từ dự án, lợi nhuận từ cái đơn hàng của người ta, nhiều cái sản phẩm khác nữa. Đấy, người ta có vận hành cả dự án nữa. Ví dụ có những cái tuyến đường nào đó người ta giữa quốc gia đó và Skyway, ví dụ như 49.51% thì các dịch vụ kèm theo đối với dự án đó chúng ta cũng có lợi nhuận từ cái việc đó. Đấy, thì chính vậy là cái công ty này lãi vừa, nhưng mà không có nghĩa là đồng nghĩa với tập đoàn của chúng ta là lãi như thế đâu, mà chúng ta lại có lợi nhuận từ cái sản phẩm khác nữa. Hình dung là chúng ta là hiểu như thế, hiểu đơn giản như thế. Có những thứ là không thể nói được, chỉ nói được bằng cái nháy mắt thôi, không thể nói được bằng mồm, không thể, bởi vì nó vi phạm quy chế, là rồi những thông tin mật, rồi nhiều thứ. Có những thứ là chúng ta chỉ cần nói với nhau bằng cái nháy mắt thôi, đấy là hiểu nhau. Đấy quý vị nhá, đôi lúc mà chúng ta nháy mắt nhau, hiểu nhau như vậy nhá, chứ đừng cứ hỏi xúc bóp lại chửi chết. Được chưa nào? Đấy, chúng ta cứ hiểu. Và cái người mà nắm bắt được nhiều thông tin, săn lùng được nhiều thông tin, thì người ta sẽ có nhiều cái niềm tin, và người ta đánh giá được cái mức độ phát triển của dự án, mức độ tiềm năng của dự án, và người ta sẽ sở hữu được cái cổ lượng cổ phần nó vừa phải. Và cũng may mắn là một cái là anh em ta, tất cả chúng ta đều nằm trong cái hệ thống Triệu Tâm. Mà đầu tiên, nếu mà chúng tôi là không nắm nhiều cái thông tin, và những cái thông tin đó mà tôi không đọc thành trong đầu, không cảm nhận được nó, thì tôi cũng không thể truyền đạt là cái tiềm năng của Skyway, cái công nghệ Unikai cho tất cả mọi người được. Đấy, và cũng không thể nhiều người bây giờ này đón nhận như vậy được. Mà tôi cũng chỉ giống như các anh Tây thôi, biết chia sẻ nó tiềm năng lắm thế thôi. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta nằm trong cái đội nhóm mà
chúng ta đọc được những cái thông tin, những cái tiềm năng của chính dự án này. Và không chỉ chúng ta đọc được cái bức tranh thành công của công ty này, thì nhưng chúng ta đã hành động bằng cách là chúng ta sở hữu một cái lượng cổ phần là tương đối. Tôi có sở hữu một lượng cổ phần tương đối thì anh em, bà con và những người mà tôi đưa những cái tư tưởng cho họ thì họ mới dám sở hữu nhiều chứ. Mà may quá chúng ta dám thì chỉ 1-2 năm tới thôi thì điều dám đấy của chúng ta rất đúng. Tôi nói quý vị, sau 1-2 năm tới rồi, tôi nói quý vị là nhiều người nể ta, thậm chí là trong cái lĩnh vực tài chính, trong cái lĩnh vực, trong ngành luôn, chúng ta sẽ có tên tuổi trong ngành luôn. Không phải nói chơi. Thực ra tôi ít nói chơi, nói phép. Tôi ngại nói là làm rồi mọi thứ rồi bắt buộc, giống Juniki đấy, làm mọi thứ xong xuôi rồi tôi mới nói. Ngày xưa tôi nói cũng bật mí quý vị là tôi mua nhà xong cả năm mấy năm rồi, bố mẹ tôi cũng không biết là tôi mua nhà Hà Nội, ví dụ vậy. Mãi đến khi mà bố mẹ đi khám bệnh thì mình mới trở về nhà, thì bố mẹ biết à còn mua nhà đâu, thế thôi. Đúng không? Đấy, chứ không phải là tự nhiên tôi về tôi kể trước làm gì cả. Chính vậy là tôi nói với quý vị là cái tiềm năng của chính công nghệ Segway cũng thế, thì tôi cũng chỉ biết là nháy mắt quý vị thôi, nó tiềm năng lắm đấy. Thì hãy tận dụng cho mình đi, đây không phải là câu nói lý thuyết, nó là tương lai rất lớn quý vị ạ, tương lai vô cùng lớn đấy. Cho nên là nháy mắt mấy cái vậy thôi ạ. Trong năm 2022 này của chúng ta là một năm, tôi nói với quý vị là một năm sẽ tuyệt vời, đánh dấu mốc lịch sử. Như ngài Juniki cũng đã nói là đây là một năm mà năm tuyệt vời của các cổ đông trên toàn thế giới đối với khi mà tài trợ vào cái công nghệ Segway. Và năm 2022 là năm mà chúng ta sẽ triển khai những dự án thương mại cụ thể ở các quốc gia khác nhau. Như vừa rồi Juniki ông có bật mí là ở bên Ả Rập và bên châu Á cũng có. Châu Á không biết thế nào mà. Đấy, thì có một vài cái nguồn tin là nhiều bạn ở Việt Nam cũng đoán được những cái thông tin đấy. Nhưng mà chẳng qua là người ta không nói được. Đấy. Thì năm 2022 là năm mà đánh dấu mốc son của công nghệ Segway ra ngoài thị trường, xâm nhập thị trường thế giới để trở thành một thủ lĩnh lớn trong ngành giao thông vận tải. Tôi nói là đây là một công ty sẽ trở thành một thủ lĩnh lớn trong ngành giao thông vận tải. Đây là thế hệ giao thông tiếp theo mà thế giới cần phải sử dụng về tính năng, ưu việt, giá thành của nó. Khi mà thế giới người ta đón nhận, người ta sử dụng, thì quý vị đã biết rằng cái lợi hại của quý vị sở hữu cổ phần như nào, nhiều như thế nào. Năm 2022, ngoài những cái dự án thương mại mà ở nước khác nhau, có khả năng chúng ta sẽ, cái sản phẩm Unilife chúng ta đã từng nói thì công ty cũng đã sản xuất xong rồi. Nó cũng là chính một sản phẩm thương mại đấy. Công ty đã sản xuất khung mọi thứ xong xuôi hết rồi. Đấy. Và năm 2022 tôi nghĩ là năm mà công ty người ta sẽ lên kế hoạch, người ta lập ra. Đấy cũng là một trong những dự án thương mại. Unilife là cái sản phẩm mà câu cá. Được chưa? Năm 2022 tiếp tục chúng ta hoàn thành những cái cấu trúc đường ray hàng nặng, vận tải hàng hóa và đô thị hàng nặng. Nhưng một cái điều đặc biệt trên thế giới này chưa từng có và chưa từng xảy ra, đó là rằng một cái đoạn chiều dài chúng ta phải nâng lên một cái đoạn chiều dài là gần 2 km không cắt
nó cực kỳ khó. 2 km là rất là thẳng, rất là dài, và đây là một cái chế tạo đặc biệt rất khó khăn, và công ty nói là đây là lần đầu tiên trên thế giới với trọng lượng là hàng ngàn tấn, 1.000 tấn, xuyên suốt chiều dài, không phải là một cái đoạn nối nhau. Tại sao người ta phải làm như thế? Bởi vì tôi cũng đã phân tích, càng có một đoạn dài bao nhiêu tốt thì cái xe nó càng có độ êm ái, bấy nhiêu, cái độ cứng, chịu tải, trọng lực, rồi cái tuổi thọ của cái đường dài cũng tốt bấy nhiêu. Những 2 km là khủng khiếp, và đây không phải là thông tin mà tôi nói ra, mà đây là thông tin từ phía công ty cũng đã cung cấp. Sẽ là một cái đường dây dài gần 2 km đấy, và được nâng lên khỏi mặt đất là 10 m, với trọng lượng tính ra là nó rơi vào 1.000 tấn. 1.000 tấn thì tất nhiên là nhiều cái tảng đá, nhiều cái công trình người ta cũng có rồi, cũng làm rồi, nhưng rất là khó khăn, khó cho vấn đề sản xuất vận chuyển, thì chắc người ta phải tại chỗ bơm. Chính vì vậy vừa rồi chúng ta cũng có một cái cũng rất là hay, đó là bơm bê tông và vật liệu độ đặc biệt với chiều dài là trên 1 km trở lên đấy, thì tôi nói nó là bí quyết này là cực kỳ khó, khá là khó đấy. Thì bí quyết như nào thì công ty người ta sẽ, chúng ta không thể là bây giờ là ngồi phân tích rồi thành phần rồi chắc ghi chép, đúng không? Thì đây là những cái thông tin mà người ta đã có bí quyết thì người ta đưa ra, thì chúng ta cũng tạm tham khảo, và nếu công ty làm được cái điều đó thì tôi nói là công ty này xứng đáng trở thành thủ lĩnh đấy. Về công nghệ tôi nói quý vị như vậy. Và một cái điều nữa là năm 2022 chúng ta tiếp tục thực hiện cái dự án thử nghiệm cao tốc, tốc độ cao, và theo một số đội ngũ cán bộ kỹ sư, người ta cũng bật mí rằng là có khả năng sẽ lựa chọn những cái nơi quốc gia mà ưu tiên nhất, ví dụ có thể là Ả Rập hoặc là Beirut. Beirut thì chi phí nó rẻ hơn, nhưng cần phải xin phê duyệt. Trước đây người ta đã suy rồi, nhưng mà có khả năng là phê duyệt cần xong. Bên Ả Rập thì người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ, nhưng chi phí sẽ đắt hơn. Chi phí đắt hơn đồng nghĩa với lại việc tài trợ của chúng ta sẽ thêm. Đấy. Và hiện tại công ty đang ưu tiên cho cái, nó là một cái sản phẩm, nó như một sản phẩm thương mại luôn, là ưu tiên cho khoảng 22 chỗ ngồi, tốc độ cao 22 chỗ ngồi, không phải 6 chỗ nữa, mà tốc độ cao 22 chỗ ngồi. Có nhà vệ sinh giống như cái xe chúng ta đi vậy, giống như máy bay vậy. Có cả tủ để quần áo, để đồ mọi thứ đàng hoàng. 22 người đó. Có nhà vệ sinh. Đấy. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà người ta đang trong diện bí mật. Người ta cũng chỉ nói được như thế thôi. Đã. Nói đi, chúng ta tham khảo. Và vừa rồi chúng ta cũng thế, đó là gì ạ? Nếu vừa rồi ông Junichi cũng có nói, nhưng mà chưa dứt khoát, bởi vì nó có nhiều khía cạnh. Nếu mà điều kiện thuận lợi thì năm 2021 ông quyết định là ra thị trường rồi, thì ông phải gì ạ? Báo cáo tài chính tổng kết, đúng không? Thu chi lợi nhuận năm tiếp theo là bao nhiêu? Đấy, và có khả năng, đấy là có khả năng thôi nha. Nếu mà không có những biến cố dịch bệnh, hoặc không có biến cố là các quốc gia người ta đóng cửa người ta, thì phần nhiều là cho anh em chúng ta, những cổ đông của chúng ta sẽ gặt hái những cái quả đầu tiên trong lịch sử. Và bắt đầu từ cái quả ngọt đó trở đi là bắt đầu chúng ta lại hái tiếp. Tôi nói quý vị như vậy. Một cái quả ngọt đầu tiên thôi thì đánh dấu mốc son rất lớn cho công ty rồi.
đánh dấu mốc son với sự thành công của chúng ta khi mà tài trợ vào dự án rồi. Đấy. Và khi mà có được cái quả ngọt đầu tiên thì tôi nói với quý vị là chúng ta bắt đầu tổ chức một buổi ăn mừng với quy mô lớn, đúng không ạ? Đấy, không nhiều thôi, công ty không nhiều nhưng mà ít là được, đúng không ạ? Đấy, cũng là một trong những cái tiền đề mà lớn để giúp công ty người ta chuẩn bị lên thị trường. Lên thị trường đối với những công ty thực sự, theo đánh giá của tôi, lên được thị trường đối với chúng ta cũng không phải khó, bởi vì chúng ta có những một vài cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, chúng ta lên thị trường quốc tế nó không phải khó. Nhưng tại sao chúng ta cần phải đi chắc, đi vững, đi từ cái nguồn thu thực tế, lợi nhuận thực tế, lợi nhuận thật. Đấy, quý vị ạ, à, chúng ta dành 5 năm, 10 năm, hy sinh 5 năm, 10 năm thôi, nhưng chúng ta được nghỉ ngơi cả đời. Không, chúng ta phải làm cả đời, chưa chắc đã nghỉ ngơi. Chính vì là chúng ta muốn được nghỉ ngơi cả đời, vì sao? Tại sao mới 5 năm, 3 năm mà chúng ta không làm? Đúng không ạ? Và chính vì vậy là cái thông điệp ngày hôm nay là cái buổi mà thực sự là chúng ta sẽ có một cái buổi, như thường lệ hàng năm chúng ta sẽ có một cái buổi làm gặp gỡ nhau trực tiếp, nói chuyện, hiểu nhau, gặp gỡ nhau. Nhưng bởi vì đại dịch thì ngày hôm nay kênh Nhà Là Vườn chúng ta gặp gỡ nhau nói chuyện qua Zoom cũng được. Và qua Zoom bây giờ cũng là một cái thông lệ rồi, là rất là nhiều người hưởng ứng qua Zoom. Đấy, thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, thì tôi cũng chia sẻ cái kế hoạch mà công ty đã làm được trong những năm vừa qua và những cái năm sắp tới, ngắn gọn như vậy thôi. Thì nếu có cơ hội chúng ta sẽ được giao lưu với nhau được sâu sắc hơn, nhiều hơn, và có những câu hỏi hóc búa hơn. Thì thời gian bây giờ là tôi sẽ nhường lại sân khấu cho anh Hùng, là một trong những người mà tôi cũng rất là yêu mến, bởi vì anh có một cái tâm, một cái tính đức, tâm đức thì nó là rồi. Đấy, mục tiêu của anh rất lớn, hàng tuần quý vị đã nhìn thấy âm thầm, nhưng âm thầm là mỗi tháng là gom cổ phần rất nhiều. Đấy, người ta phải làm, bây giờ chúng ta học là gì ạ? Làm nhiều nói ít. Chúng ta không, bây giờ không chơi cái trò là nói nhiều làm ít. Đấy, thì trong 6 năm vừa qua là tôi thấy là rất nhiều đồng đội, rất nhiều đối tác đã kết hợp với dự án của chúng ta, đã có đầy đủ về cơ sở vật chất, mọi thứ không phô trương, nhưng hiếm có công ty, hiếm có dự án nào làm được cái điều đó. Thì chuẩn bị sang một năm mới, kính chúc tất cả cô chú, anh chị, kính chúc tất cả các cổ đông hãy tự tin và đặt niềm tin nhiều vào cái công nghệ chúng ta đang theo đuổi. 1-2 năm tới thôi, cái cây Unikai này sẽ đem lại cho quý vị những cái quả kim cương vô cùng giá trị. Lấy lời nhắn nhủ của tôi,